Rồi, hello anh em nha. Chào mừng anh em đã quay lại Di Động Hữu Phúc. Tiếp tục clip hôm nay xin giới thiệu anh em một chiếc máy nha. Quy định về máy của mình thì xin nhắc lại đầu clip luôn. Cọc trước cho mình cái cọc Viettel 50k cho những máy dưới 1 triệu nha. Còn những cái máy mà tầm 1,5 triệu trở lên á thì anh em cọc 100.000 Viettel. Nhắn cho mình họ tên, địa chỉ cùng với cái máy cần mua và 15 chữ số mã thẻ là mình sẽ gửi máy cho anh em nha. Tiền cọc thì anh em cứ trừ vào tiền máy lúc anh em nhận được hàng. Đó, quy định mua máy mình thì nó rõ ràng thôi. Anh em mua nhiều cũng biết rồi. Con máy đầu tiên trong clip là em máy nôn em thôi. Còn em nhưng mà xài cũng ok nha anh em. Mấy dòng Wheeler này. Màn hình 5.5 nha anh em. RAM 1 bộ nhớ 8, pin 2007. Đó. Cấu hình thì xin báo kỹ cho anh em, máy đẹp tầm 9900. Máy đẹp 9900. Sườn vỏ này. Kính ok luôn. Kính thì còn miếng dán guarantee luôn. Đó. Miếng dán dạng như miếng dán dẻo á, cường lực của nó. Đầu tiên mình sẽ test cái camera. Chụp rất nét nha anh em, máy thì máy có thôi nhưng mà chụp rất đẹp, camera thì bao đẹp cho anh em luôn. Test sơ cái wifi nữa cho anh em là ok nha. Đó, wifi cũng như camera, màn sáng đẹp. Hôm nay để anh em giá 750.000, 750k kèm sạc cho anh em đầy đủ nha. Đó, máy màn hình đẹp 99% nha anh em. Tiếp theo cho anh em là con Vivo i53. Vivo i53, máy thì vỏ chưa thay nên nó hơi xước sát cũ nha anh em. Máy vỏ hơi xước sát. i53. Màn hình 5 inch, RAM 2, bộ nhớ 16, pin 2500 nha anh em. Đó. Kính thì đẹp ha, kính bao đẹp luôn. Xước sát cực nhẹ. Test sơ chức năng. Camera đẹp nha anh em, chuẩn. Wi-Fi cực mạnh luôn. Wi-Fi thì cực mạnh nha anh em. i506 này, i53. Rồi ok, con máy i53 này để anh em giá của nó là 970.000 nha. 970k kèm sạc, dán máy luôn đầy đủ. Cường lực và sạc đầy đủ cho anh em nha. Máy thì như ngoại hình ha, vỏ hơi xước xước. Còn kính thì đẹp. Anh em kiếm bắp lưng bỏ vô nữa xài là VIP luôn. 970.000. Con thứ ba trong clip là con Z2 Pro anh em. Samsung Z2 Pro, màn hình 5 inch, RAM 1.5GB, bộ nhớ 16, pin 2006 nha. Vỏ có xuất sắc này. Kính thì đã dán lực đẹp rồi. Kính thì dán lực bao đẹp. À. Coi thử coi. Tay nó bị tróc da, nó hơi bấm nó hơi không anh. Rồi, wifi ok nha anh em. Camera ok nha anh em. Nói chung là máy ok. Chụp sáng đẹp ha. Z2 Pro con này để anh em giá 1.500.000 nha anh em. 1050 ha. Tính là giá màn hình thôi anh em chứ không có cao nha. Z2 Pro. Tiếp theo là một em Oppo F3 nha anh em. Oppo F3, cái này là vỏ mới thay nha. Nói chung là đẹp keng luôn. Oppo F3. Con này màn hình 5.5 nha anh em, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3200. Sơ camera coi. Nói chung là sáng, cũng sáng đẹp thôi chứ không có vấn đề gì hết ha. Wi-Fi ok. RAM 4 64 nha anh em, cấu hình mạnh nha, pin 3200. Con này giá 1.550 nha anh em, 1.550.000. Máy nói chung là đẹp keng luôn á. Tiếp theo cho anh em là con Oppo F9, vỏ máy này là nguyên zin này, chưa thay này. Máy đã dán keo rồi, đẹp keng. Kính thì đã dán cường lực rồi, kính có dán cường lực. Nói chung là bên trong đẹp. Màn hình 6.3, RAM 4, bộ nhớ 64, pin 3500. Có bộ F9. Test camera sơ cho anh em xem.
sáng đẹp. Wi-Fi mạnh nha anh em. F9 này. Chip loại 8 ha. RAM 4/64. Con này để anh em giá của nó là 2650. 2650 nha anh em. F9 máy cực đẹp luôn. Máy này ngoại hình đẹp tầm phải 597 tới 98 nha anh em. A57 Oppo. Này là bán nội địa nha, đẹp keng luôn. Này chưa thay thế gì hết nha. Kính đẹp, lưng đẹp. Đây, nói chung là cái vỏ, cái kính nó còn bị dán này. Đẹp keng. Mấy nội địa chứ phải Việt Nam mình đâu nha anh em. Xài cũng rất là mướt. Wi-Fi nè. A57 là Oppo F3 Lite anh em. Này, RAM 3 của nhớ 32 nha. RAM 332, màn hình 5 inch 2. Pin 2009 ha. Con này để anh em giá 1490. 1.490.000. Kèm sạc gắn máy đầy đủ nha anh em. Máy người hình cực đẹp luôn, 98-99. Rồi, tiếp theo clip là một con iPhone 5C anh em. iPhone 5C con này thì ngoại hình vỏ đẹp, đẹp xuất sắc nhỉ ha. Nói chung vỏ ngoại hình cũng rất là đẹp. Màu xanh. Kính này đã dán cường lực rồi. Con này chức năng giải trí ok hết nhưng mà nó không xài sim được nha anh em. Con này không xài sim nha. Bán giá màn hình cho anh em thôi. Con này mình sẽ bán giá màn hình cho anh em nha. Anh em vô YouTube bật wifi lên rất là mạnh, xài vô tư luôn. Xài giải trí vô tư luôn. Đây. Lo rất là mượt nha. Xài lô Facebook thoải mái nha anh em. Zalo Facebook thoải mái ha. Nói chung là ok. Zalo Facebook mình tải sẵn hết rồi, anh em chỉ việc về xài thôi. Không xài sim nha anh em. Con này mình nói trước nha, không xài sim ha. 16GB. Tài khoản này của mình thoát đang có xong thôi. Đèn xuống ra luôn. Đó. Máy sạch nha, không có tài khoản hết nha. Reset thoải mái. Anh em reset thoải mái, không có vấn đề hết nhưng mà không xài sim. Chỉ xài wifi thôi nha. Zalo Facebook mượt ok. Để anh em giá 490.000 thôi. 490 anh em là còn thì mua về xài nha. Zalo Facebook với lại xem YouTube thoải mái ha. Tiếp theo cho anh em là con Vivo V5. Màn hình 5.5 inch nha, RAM 4, bộ nhớ 32. Pin 3000. Máy thì ngoại hình lưng có xuất sắc này. Đó, xuất sắc như clip ha. Còn cái viền này đẹp nha anh em. Kính ok luôn, kính đẹp keng không có xước luôn. RAM 4 bộ nhớ 32 xài rất là sướng nha. Hôm nay cái này anh em với wifi này. Đó, cực mạnh ha. Camera nét căng luôn. Ok. Vivo V5 để anh em giá 1450. Kèm sạc dán máy. Cái con iPhone 5C nhắc lại nha anh em là mình không có kèm gì hết nha anh em. 490.000 là máy không nha. Ship sạc chưa bao nha anh em. Đó, đợi trước nha. Tiếp theo là con Oppo F1S nhưng mà con này là màn hình bản RAM 4. Bộ nhớ 64 nha anh em. RAM 4/64, 2 cây còn 1 cây. Máy thay vỏ đẹp keng luôn như mới. Máy đẹp như mới nha anh em. Kính keng sà beng luôn. Màn hình 5.5 inch, RAM 4/64, pin 3000. Đó, 3075 nhưng phải 3000 nhưng mà nó 3000 cho nó nhanh đó. Anh em. Camera cực nét. Wi-Fi quá căng luôn anh em. Căng đét luôn. Bản RAM 4/64 để đem giá là 1690. 1.690.000 anh em, máy đẹp keng nha. 1690. Tiếp theo là một em Samsung J710 bản hàng. J710. Nhiều bản hàng nha anh em. Máy đẹp keng, tầm 98 tới 99 nha. Kính không vượt xước. Màn hình 5.5 inch, RAM 2/16, pin 3300. Pin 3300. J710. Bản hàng xài một sim. Camera cực nét. Wi-Fi mạnh luôn nha anh em. Wi-Fi mạnh. J710 2/16, máy cực đẹp luôn. Con này để anh em giá 1550 nha, kèm sạc dán cường lực nha anh em. 1550. Samsung A30 bản hàng luôn. A30 bản hàng. Màn hình 6.4, RAM 3, bộ nhớ 32, pin 4000. Máy đẹp tầm 99%. 98-99. Kính đẹp keng luôn anh em, chưa bị xước luôn nha. Camera thì con này thì bao đẹp rồi, khỏi chê rồi.
wifi cực mạnh. A30 bản hàng nha anh em, màu trắng tinh khôi ha, đẹp keng. Anh em giá 2.8 triệu, kèm sạc dáng lực, một em Samsung. Con này thay vỏ sau rồi anh em, kỹ vào nắp sau thay rồi nha. Cái nắp thì cũng có 1-2 vết xước rồi. Ngoại hình nắp thì người ta trời trời này, nhưng mà đẹp, cũng còn đẹp. A6 cộng ha, màu xanh, màn hình 6 inch, RAM 4/32, pin 3500. Viền sườn mình quay như clip ha, kính đẹp kìa, kính màn hình này đẹp. Test cho em cái wifi camera cho anh em xem, thì mình có ok nha, trước sau ok hết. Wifi thì cực mạnh rồi. A6 cộng Việt Nam nha anh em, con này sẽ 2 sim ha. Để anh em giá 2350, con này để anh em giá 2350 thôi, kèm sạc giá cả lực cho anh em nha. Tiếp theo clip là một con Realme 5 Pro anh em. Realme 5 Pro, con này cấu hình là RAM 8 anh em, bộ nhớ 128. Màn hình 6 inch 3. Pin là 4035. Ngoại hình thì lưng đã dán keo lột ra rồi, mình nhìn rất là đẹp. Cũng không có xuất sắc mấy, đây là cái viền do sợi ốp lưng nó bị tràn ra này. Đó, nên nó có cái hàng. Còn nhiều cực đẹp nha. Vỏ đẹp tầm 97-98. Kính đại giá cả lực rồi, máy riêng nguyên ha. Mình sẽ test sơ camera cho anh em xem. Chụp hình bao đẹp luôn. RAM 8 bộ nhớ 128 anh em xài thoải mái luôn. Đây. RAM 8 này anh em, Realme 5 Pro này. Bao mạnh, cấu hình bao mạnh. Hôm nay để anh em giá của nó là 3.7 triệu nha anh em. 3.7 triệu ha, kèm sạc giá cả lực sẵn rồi. Gửi máy cho anh em luôn, cọc trước 100.000 bị teo với máy luôn nha anh em. Tiếp theo là một con Realme Z16 anh em. Realme 6. Con này là cấu hình màn hình 6 inch rưỡi nha. RAM 4 của nhớ 128. Pin thì 4300, cũng trâu bò luôn, ốp lưng kèm theo nó này, máy đẹp tầm 98-99 ha. Lưng kính thì đã giá cả lực, còn bảo hành công ty luôn, 6-7 tháng thoải mái con này. Bảo hành cho anh em xài tẹt ga luôn nha. Wifi camera anh em thấy không? Quá sức đẹp. Wifi này. Đó, bảo hành công ty còn, anh em yên tâm ha. Máy thì quá là ok luôn rồi, cấu hình mạnh rồi, RAM 4/128, Realme 6 anh em, bộ mới ra. Chip loại 8 này, RAM 4/128GB này. Đó. Rồi, nhanh gọn luôn, kèm ốp lưng dán cả lực đầy đủ, kèm sạc cho anh em luôn nha. Con này để anh em giá là 3.8 triệu nha anh em. 3.8 triệu. Anh em mua thì cứ alo trực tiếp cho mình nha. Số thoại đặt máy thì vẫn số cũ ha, 0355 356 356 nha. Rồi clip này xin tạm dừng tại đây. Chúc anh em sức khỏe nha. Nhớ bấm đăng ký kênh nha anh em để đón xem những clip mới nhất từ kênh mình. Chào anh em.